Chào các bác, video hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho các bác hai cặp loa siêu VIP luôn, hai cái dòng sản phẩm đến từ những cái thương hiệu âm thanh nổi tiếng hàng đầu trên thế giới. Hai dòng sản phẩm, một cặp loa là Tannoy 638 Robust và một cặp loa bên VKDM CDM1 NT, toàn là những cái dòng loa đến từ những cái thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng ở trên thế giới, những cái âm thanh của Anh Quốc cho cái chất lượng âm thanh cực kỳ hay và thiết kế rất đẹp. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các bác cái cặp loa Tannoy 638 trước. Và cặp loa Tannoy 638 Robust thiết kế với vỏ vân gỗ màu nâu đỏ cùng với loa kiềng gold chép đồng trục rất là gấu. Cặp này thì nó cao khoảng xấp xỉ 1m các bác nhé. Cấu hình thì gồm có một bát 20, một mid 20 và một chép đồng trục. Các bác lưu ý là các driver đều là bát điện, bát thật chứ không phải bát cộng hưởng các bác nhé. Đấy, cặp này thì còn rất mới và độ mới trên 95% và còn đầy đủ cả chân đinh. Đấy, còn đầy đủ cả chân đinh, cả catalog hàng về đường máy bay rất là đẹp. Đầu tiên thì em mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau xem phần thùng vỏ góc cạnh của cặp 638 Robust. Đấy, góc cạnh còn rất đẹp với những cái đường vân gỗ. Rồi cái tuyến loa, vâng, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, bát 20, gân cao su còn zin, kiềng vàng gold. Đấy, rồi một cái loa mid, loa chép đồng trục. Đấy, rất đẹp luôn, kiềng gold. Tuyến loa xuất sắc luôn, mộng mịn các bác nhé. Có luôn cả cái tem Tannoy ở phía trước. Cặp này thì số CD liền kề, rất là hiếm gặp. Độ mới trên 95%. Các bác có thể thấy là cái dáng vóc của nó hao hao giống với cái đàn anh D500, D700. Tuy nhiên những cái cặp đó thì cái giá thành trên thị trường nó rất là cao. Nên em tuyển được cái cặp 638 này, giá rất tốt, em xin đưa lên cho các bác. Cặp này thì ở phần phía sau của nó thì có cả cái hai lỗ thông hơi luôn. Đây, rất là đẹp, hai lỗ thông hơi. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, model là Tannoy 638 Plus. Đấy, phần cọc loa zin nguyên bản và chơi lên được BY các bác nhé. Đây, hai lỗ thông hơi. Tiếng rất hay và đẹp, và cặp này đẹp như box shop luôn. Đấy, đẹp như box shop luôn. Và em sẽ quay cho các bác một cái cặp loa bookshelf của BWK. Đấy, một cặp loa đã rất nổi tiếng, cặp này là BWK CDM1 NT. Đấy, cái model NT là chùm cuối của CDM1 rồi. Một cái thiết kế phải nói rằng quá là mỹ mãn và trông nó rất là đẹp mắt luôn. Cấu hình thì một loa bát 16 màng Kevlar và một cái loa chép dom rời ở phía trên, có lỗ thông hơi ở phía trước. Vỏ vân gỗ màu vàng sáng rất là đẹp. Đấy, tuyến loa mọng căng luôn. Đấy, cái loa bát này có cái chóp hình tên lửa rất là đẹp, lỗ thông hơi với những cái họa tiết hoa văn vô cùng là sắc nét và đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Cặp này thì nó còn nguyên cả hộp xốp. Đấy, ở đây thì các bác thấy nó trang trí những cái đường vân gỗ. Rồi xung quanh thì nó bo những cái đường vân nu. Đấy, rất là đẹp, một cái thiết kế cực kỳ là cầu kỳ, trông rất đẹp mắt và đẳng cấp luôn. Đấy, cái dáng của cặp BWK đây các bác thấy nó vát này. Đấy, và trông quá là đỉnh. Cái căng thì khung lưới bằng nhựa và có cái lưới vải màu đen. Tuyến loa thì xuất sắc rồi, cặp này thì nó còn cả thùng hộp cơ. Đấy, còn cả chân đinh đầy đủ cho các bác chơi. Đấy, quá là xuất sắc. Chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần phía sau của cặp BWK. Đây, các bác xem còn nguyên cả hộp xốp như thế này, các cái phần cọc loa này. Đấy, mạ vàng ươm. Đấy, rất đẹp. Đấy, chơi cầu BY, dòng này thì trở kháng là 8 ohm và cái công suất là 120W. Đây là cái phần thùng hộp, có cả catolo này, có cả chân đinh này. Đấy, còn đây là phía sau của cặp Tannoy. Đấy, hai cặp này thì có cái mức giá như sau. Cặp Tannoy là có cái mức giá cặp Tannoy là 16.800.000 đồng và cặp BWK thì có cái mức giá là 17.500.000 đồng. Đấy, 16.800 và 17.500. Các bác quan tâm cái dòng sản phẩm nào thì hãy nhấc máy và alo cho em. Cảm ơn các bác và xin chào, xin hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.